cái clip coi. Rồi mới tứ Uranus con lần. Xịt cho vuông thì Amino Pháp là mấy lần rồi? Pháp cũng 4 5. Bộ hổm là cái của mình nó dàn gì chân phải không? 5 lần. Bộ hổm của mình là dàn gì chân không anh? Đó. Nó dàn gì chân nè. Rồi mình tới Uranus được mấy lần? Mới tới 1 lần. Rồi mình xài sản phẩm này mấy tháng rồi? Sản phẩm này cũng anh Phúc anh Vũ anh mấy tháng rồi? Mấy tháng Vũ mấy tháng rồi để vòng bên kia. Bờ kia đó mình chưa đi bờ bên kia. Bên kia có đường đi không? Có. 5 6 tháng rồi. Vũ 5 6 tháng rồi. Rồi tới Uranus là mới con cử. Mới con cử được cách này mấy bao nhiêu ngày rồi? Hai mấy ngày hả? Cái cây đọt này, cái cây đọt mình nó khác hoàn toàn lúc trước nè. Lúc trước cây mình nó không có lớn. Đúng rồi, nó không lớn. Nó vàng khè. Đầu nó vàng hết trơn. Chứ cái đọt hả? Nó ra không gì, không giống. Đúng rồi. Từ hồi nhất tới giờ thấy nó lạ liền. Ừ, thấy nè, thấy tưới nè. Ừ. Đọt mình nó ra ngoài đọt mà nách nó ra hết nè. Ừ. Từng nách nó ra hết. Chứ không phải như người đó. Cái thuốc này thấy nó lạ nữa. Ừ. Tôi còn Hà Tiên nữa phải không? Đi đi đấy, đi trước đi. Thuốc này lạ phải là tại dùng đây dùng lúa không mà chứ không có thuốc sầu riêng. Nay mình ghé chợ mới An Giang lắm mà. Xuống mình coi 1-2 vườn ở đây làm trái. Nói sẵn mình ghé cái vườn của anh này, ảnh đầu tiên là anh Phước anh xài của mình trước. Thì mình cập nhật cái vườn anh Phước rất là nhiều rồi. Đó thì cái vườn này đang là bị vàng. Trồng ngoài không lớn. Chủ vườn tính đầu tiêu quá nè. Đó, không? Sau khi 6 tháng xài sản phẩm bên mình. Nhưng mà trước đây là chỉ phun trên lá là nhiều. Đó. Gần đây là mình cho tưới một cửa Uranus Thổ Nhĩ Kỳ. Này bạn thấy. Cái Uranus Thổ Nhĩ Kỳ nó ra đọt nè. Nè. Cái tàn tích của vàng lá nè còn nè. Nè, đọt ra nè. Đó bạn thấy không? Anh thấy không? Ra đọt kinh khủng không? Nè. Từng nách nó ra hết nè bạn. Mà cái thân trong mình lúc trước nó đen nè. Đen. Thấy không? Rồi nó ra đây nó ra nó đỏ lên nè. Nó đúng lẽ là 1 năm mấy là cây ít phải như thế này rồi đa số nó chừng là hết nó vàng nè. Nè các bạn nhìn nè, lá nó xanh bóng lên nè. Đó bóng mà xanh đen luôn, còn đọt ra nè. Đó cái này là tranh thủ mình phun thêm một cửa amino pháp với gầy nó là ok luôn. Yeah. Nó quặt lá hết mà lá nó mở nó bự ra nó mà nhìn nè. Chai vuông chai màu xanh xanh đó, chai vuông amino pháp mình đó. Nó thấy nè, lúc trước là nó vàng hết nha. Lúc trước chủ vườn nói là nó vàng hết mà hôm nay nè sau 5-6 tháng trời đó. Thấy không, cực kỳ không, bông trái thì nhiều rồi ha. Sắp tới là mình sẽ cập cho truyền tơ đó, cập cho truyền tơ lại nhà phục hồi những dòng sản phẩm của mình. À, năm nay anh làm giá suôn sẻ đi. Em sẽ để là một cái đại lý nhỏ ở đây khu vực này cho anh Phước đi. Đi chia sẻ cho bà con mình và đưa sản phẩm cho bà con của mình đó. Đi đưa sản phẩm cho bà con mình, cầm tay chỉ việc cho bà con mình, anh giúp bà con ở khu vực chợ mới này ha. Đó nói nào nè, mấy bạn nhìn nè, keo nét Thổ Nhĩ Kỳ nè, tưới nè, đọt nó ra nè. Đó nè, đó mà thấy không, kinh khủng không, mà đất nè, cỏ này lên nè, nè, đó, cỏ cứt lợn mà lên là mấy bạn biết là hai cái bé hát rất là tốt, nè, sao bây giờ thấy tưới Uranus Thổ Nhĩ Kỳ được 20 mấy ngày thấy sao, thấy nó quật cây hết không, dưỡi lắm phải không, đó, đấy trước đây mà mình tốn tiền, mình tốn thời gian mà cây mình không được gì, đó, thấy không, khác biệt hoàn toàn mấy bạn. Cái đọt mình ra nó mập nè. Nó mập lù nè mà từng nách nó ra hết nè các bạn. Từng ở trong, từng nách tuốt ở trong nè, ra tới ngoài này nè. Đó. Ghê không? Đó. Rồi, đều gan hết. Mà lúc trước là mình vàng hết trơn, 70%. Cây nó vàng khe hết. Đó, thấy không? Đó. Rồi, bây giờ khu vực này là khu vực này mà ai một hồi vườn là dám giao cho anh Phước nhận rồi đó. Còn trái thì chưa đâu, trái đây 5-2 năm nữa. Trái đem làm trước 5-2 năm cho. Đó. Sắp tới là vườn của anh Phước cũng làm trái rồi. Đó. Cực kỳ không à. Rồi bây giờ mình yên tâm mát cuộc đó, mình đi làm rồi đó. Tập trung vô mình đi làm. Làm mình chăm cho nó. Làm
Tại vì mình biết là mình cách làm nó rồi, biết chăm sóc nó lớn rồi. Lúc trước mình chăm sóc hoài nó không lớn, mình không có tự tin được. Đó. Ngọn nào lấy nó mập nữa các bạn. Dạ. Đó ha. Cái organic Thổ Nhĩ Kỳ á là hàng nhập Guinea từ bển về, về đây mình chỉ gắn cái tem phụ là mình bán đưa tới bà con mình thôi nha. Mấy bạn phải phân, bà con phải phân biệt là hàng nhập Guinea và hàng đóng lại nó khác nhau hoàn toàn nha. Và cái tỷ trọng của organic Thổ Nhĩ Kỳ mình là tới 1.35. Đó. Cái can rất là nặng nha. Rồi nhìn nè. Đọt ra nè, cỏ kích lận lên nữa bạn. Mấy bạn tưới xong 20 ngày sau nữa là pH nó lên trung tính hết. Thì cỏ kích lận lên nè. Ha. Đó, cỏ kích lận và cỏ lá rộng lên. Vàng lá nè. Đó. Từng nách ra hết nè. Để một cây đọt, cây nó đang vàng như thế mà để ra một cây đọt như thế này không phải là chuyện dễ nha. Đó. Rồi ok. Nè, lúc trước nó vàng gì không nè. Đó, sắc kia tưới organic Thổ Nhĩ Kỳ của mình. Mà tưới còn hơi hà tiền nữa nha. Nhưng mà đối với mình là như là đạt rồi, hiệu quả rồi. Đó. Do anh Phước anh cầm tay chỉ việc. Anh Phước anh xài mạnh lắm, xài bạo lắm. Nhưng mà chủ vườn xài đúng liều là nó vẫn ok. Nè bạn nhìn góc nè. Đó, nha. Không lỗi vườn nào ha. Nè góc nó đỏ nè. Thân nứt kìa nè. Đó, bắt đầu da cây nó gặn lên nè. Đó. Rồi ok, cảm ơn bà con. Ghé chợ mới An Giang. Sắp tới quay lên. Khu vực Phong Điền Cần Thơ mình cho qua Sổ Nhị. Qua Sổ Nhị xong rồi mình bắt đầu mình đi. Thì dừng tiếp những vườn chuẩn bị làm bông thì những vườn mới ra bông ha. Đó đi xuống vô tham mấy tháng làm bông này tới Tết, qua Tết luôn mình ngủ trên xe không à. Mình đi xong ghé vườn, ghé vườn xong mình lên xe ngủ cho tài xế chạy đó, mình ngủ trên xe không các bạn. Rồi ok, cảm ơn bà con. Rồi xin chào bà con, thì mình nói lại cái cách mà chăm sóc cây để được như trên video. Thì mình đã làm rất là nhiều video rồi nhưng mà có rất là nhiều khách hàng hỏi mình về cách chăm sóc cho lấy cây. Tức là mấy bạn canh lá chuyển lụa chuẩn bị chuyển sang già là mình bón hữu cơ. Thì bên mình có những dòng hữu cơ rất là tốt, rất là tuyệt vời, giá rất là đẹp ha. Bón hữu cơ xong 5 tới 7 ngày sau mấy bạn tưới cho mình cái organic Thổ Nhĩ Kỳ này, giống như trên video. Đây là cái organic Thổ Nhĩ Kỳ, cái can này mấy bạn. Hiện tại á, quay ra gần cho bà con coi, hiện tại cái organic Thổ Nhĩ Kỳ này nó hết hàng rồi, đầu tháng 12 mới có hàng lại nha. Đó, mình làm mà tới hiện nay là cái hàng đang rất là ổn định, được bà con ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà nó bị hụt hàng. Thì đây mình có cái dòng này thay thế nè, nó là Aminoric, tên nó là Aminoric nha. Nó là cái phiên bản nhỏ lại của cái organic Thổ Nhĩ Kỳ này. Thì năm chai này hôm nay là mình đóng cái hàng năm chai này là bằng một can organic Thổ Nhĩ Kỳ. Chai này bán lẻ tới 200 mấy lần nha, nhưng mà cho công ty không còn hàng thì công ty phải bù lỗ lại đặng lấy năm chai này bù vô một can. Còn tại sao can này mình không gửi cho khách hàng của mình, mình còn ở đây, đây can này nó bị xì rồi, bị bể rồi nha. Nó là phiên bản nhỏ của organic Thổ Nhĩ Kỳ. Chai này cũng là chai nhập Guinea từ bển về nha, bà con yên tâm về chất lượng và cái ruột ở trong nó như nhau thôi. Rồi lá già là tưới dưỡng rễ xong mấy bạn thấy cây mình có dấu hiệu nhóm đọt, mấy bạn phun ưu tiên cây nhóm đọt, tức là cây nó cần ăn đi đọt ra là cây cần ăn dinh dưỡng, thì ưu tiên những dòng amino hoặc là 30-10-10 đó, hoặc là kéo đọt nha. Bên mình có những dòng kéo đọt như sau. Thứ nhất là mình nói rẻ tiền trước nha, thì mình hay nói với bạn rẻ tiền có, mắc tiền có, chất lượng có nha. Chất lượng nó hơi tệ chút xíu thì có, tiền nào của đó. Mấy bạn muốn rẻ tiền nhẹ tiền, mấy bạn dùng cho mình cái 355 này, 355 này, hũ này mấy bạn phun cho mình 400 lít nước, giá là 75.000 cộng với siêu kéo đọt. Cặp này 195.000 mấy bạn phun cho mình 400 lít nước là hiệu quả nha. Này 120 cộng với này 75 đó là 190.000, 195.000 phun cho mình 400 lít nước là hiệu quả. Hoặc là ngán tiền nữa thì có thể phun một loại này thôi cũng được, hoặc là một loại này cũng được. Đối với những chú vườn mà kinh tế nó hơi hẹp chút xíu, bây giờ mình chưa có thu chưa có tài chính nhiều, thì mình có thể làm như thế này nha. Hoặc là 30-10-10, bên mình có dòng 30-10-10 cũng là 75.000 đó cho 400 lít nước nha. Phun vẫn ra đọt bình thường nhưng mà lá nó không được xanh bóng nha, nó không được bự lá xanh bóng. Rồi ok hơn chút xíu, các bạn dùng cái Aminopharm KC. Sản phẩm này đã đi vào thị trường 2 năm nay rồi đó, hiệu quả tuyệt đối và hàng đi đều được khách hàng áp dụng và mua quay lại mua nha. Tại sao cái này hiệu quả mấy bạn? Công thức nó là hữu cơ là 38%, nhưng mà trong đây á, mấy bạn thấy đa số bây giờ sản phẩm bảo vệ thực vật á, người ta không có làm cái công thức nó hết, trong đây nó cái gì người ta không ghi hết. Giống như là trong nhà mình không có ai mà dọn ra hết nói cho mình biết là trong nhà ta có của hay có xe có cột có này kia ha.
người ta chỉ ghi công thức đơn giản là 38% đăng ký, rồi trong hũ da người ta bỏ cái gì vô đó mới là quan trọng. Và quan trọng là kết quả sản phẩm tồn tại được lâu và kết quả phun vào cây đi độc, cây nó xanh bóng và giá cả hợp lý. Chai này 280.000 mấy bạn phun cho mình 600-800 lít trước, mấy bạn phun 4 phi vẫn hiệu quả bình thường, 4 phi thì một phi nó tầm 70.000 đó, mấy bạn tăng lên một chút xíu nữa là đều mạnh đẹp luôn. 3 phi đó, 3 phi thì một phi tầm 90.000, 90 mấy ngàn đó nha. Hàng nhập, hàng nhập mà giá cả hợp lý đó. Rồi cây nhóm cơ ga là phun những dòng dinh dưỡng như thế này, nãy như mình nói phun cho mình 2 lần, nhóm cơ ga phun 1 lần nữa thì cơ độc nó sẽ ra khoảng 2 phần tới 3 phần, 2 phần 3 phần, xong phun thêm 1 lần nữa tức là một cơ độc, mấy bạn phun cho mình 2 lần liên tục amino hoặc là 30-10-10 hoặc là siêu cơ độc, xong lá nó mở nhiều rồi đó, bắt đầu là mở tới 2-3 lá là mở nhiều rồi, 3-4 lá cũng được, mấy bạn phun cao lên ra đó. Đó là một quy trình 3 lần phun dưỡng và gầy, phun cộng sâu gầy vô nha, để không mình không nói cộng sâu gầy, mấy bạn phun xong bữa sau quay là phun gầy nữa nó mệt, nó gồng quay lại nhăn mình đó. Cộng sâu gầy vô phun cho mình 1 lần avenga nữa là lá nó sẽ mở đều và xanh đẹp. Mấy bạn lấy một cây đọt như thế, mấy bạn ra xong thấy lá già cây mình nó sẽ xanh bóng, tại vì sao, tại vì trong đây á, nó được trong amino pháp nó được 20 mấy phần trăm, hơn 20 acid amin trong đây, cây mình rất là xanh bóng, và thêm cái canxi hữu cơ của avenga nữa thì tuyệt vời. Công thức chiên cho sầu riêng nữa đó mấy bạn, một cây đọt mà lấy đơn giản như thôi, không có lăn tăn gì hết ha, nó mà lấy đơn giản như thôi đó, amino pháp sản phẩm tuyệt vời. Đây vô đây quay cho bà con coi, mình mới về thêm một thùng, một lô 200A thùng amino pháp nữa nha, nhưng mà cấp này mình về hàng mình ít có đăng video lên nha đó. Đây hổng gà là một pallet này là 60 thùng bán cũng hết rồi, trong đây còn 2 pallet nữa nè mấy bạn nè. Đó mình về hàng mình không có đăng lên nha, mình không có phô trương nhiều nha. Lúc trước, trước đây á sản phẩm nó chưa đi vào quỹ đạo thì mình BM nhiều, còn sản phẩm bây giờ vô quỹ đạo rồi thì hàng cứ về mà mình bán thôi, chứ mình không có quảng cáo nhiều nữa ha. Nó mình tập trung thời gian để mình tiếp khách hàng của mình. Đây amin pháp KC, ở đây 1 pallet, bên đây 1 pallet, bên đây 1 pallet, trong đây là cái kho thuốc mình nha, đằng trước mình để phân, đằng sau mình để thuốc đó. Trong đây 1 pallet amin pháp nữa, lấy về đang phục vụ bà con thôi. Đây mentos, mentos nha, mentos là sản phẩm đang tranh cãi rất là nhiều. Đây mentos nha, avanga, avanga đây mấy bạn, avanga 1 lít, avanga 4 lít đó nha. Rồi mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0939151650 trên màn hình đó, để Hiệp tư vấn cách lấy cơ đọt, cách làm bông làm trái, sắp tới sẽ cập nhật vườn bông vườn trái nha đó. Rồi cảm ơn bà con.